thưa quý vị và các bạn, bằng nhiều hình thức, các hoạt động, trò chơi luôn mang đến những trải nghiệm khác nhau để học sinh có thể nhận biết về bản thân cũng như về thế giới tự nhiên ở xung quanh một cách nhẹ nhàng và linh hoạt nhất. Các hoạt động, các trò chơi bổ ích và thú vị sẽ giúp cho các em học sinh có được một nền tảng vững chắc khi đối mặt với các thử thách thực tế trong cuộc sống. Và thực tế cũng có thể nhận thấy rằng học mà chơi, chơi và học là một điều mà chúng ta thường nhắc đến nhiều trong ngành giáo dục, và đặc biệt là trong những năm gần đây khi mà có nhiều sự đổi mới trong ngành giáo dục. Và năm học 2020-2021 của chúng ta sẽ là năm đầu tiên tiến hành thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Vậy sách giáo khoa mới dạy cho trẻ những gì? Những việc tổ chức hoạt động dạy học trên lớp được thầy cô thực hiện như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi một tiết thực nghiệm bộ sách tiếng Việt Chân Trời Sáng Tạo của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Cũng giống như nhiều giáo viên khác, khi tiếp xúc với cuốn sách giáo khoa tiếng Việt mới, cô giáo trẻ Phạm Đình Cúc Hân cũng có đôi chút bỡ ngỡ. Thế nhưng với lòng yêu trẻ, việc nghiên cứu sách giáo khoa và xây dựng cho các em học sinh một tiết học học mà chơi, chơi mà học như thế này đã được cô thực hiện. Thì qua cái tiết thực nghiệm ngày hôm nay thì tôi cảm thấy được rằng là nội dung của cái bài học ngày hôm nay rất là vui nhộn, và cũng như các quý vị cũng đã thấy là lớp học của chúng tôi rất là sinh động và bám sát được tất cả những yêu cầu của quyển sách đưa ra, và học sinh rất thích thú với quyển sách. Chính vì thế là các em rất là năng động và nhiệt tình trong tiết học. Và các cái trò chơi đấy không phải là chơi để mà chơi, mà chơi đấy để mà học. Những cái bài học về âm, về vần, hoặc là những cái bài học về tiếng Việt, về đặt câu v.v. thì tất cả đều tổ chức thành một trò chơi rất tự nhiên và rất hài hòa. Mở đầu tiết học bằng hình ảnh chú mèo máy Doraemon, những trò chơi về âm và vần được cô giáo Cúc Hân thiết kế cho bài học về chủ đề đi chợ đã giúp học sinh học được những kiến thức từ sách giáo khoa một cách nhẹ nhàng, giúp các em vận dụng những kiến thức sách vở vào cuộc sống và ngược lại. Tất cả các ngữ liệu, các cái bài đọc đều xoay quanh một chủ đề, và tất cả các chủ đề đó thì đều gần gũi, quen thuộc với các học sinh hết. Mục đích của cái việc mà có chủ đề, thứ nhất là cung cấp cho học sinh những hiểu biết nhất định về một cái chủ đề, những âm vần, những từ ngữ về một cái chủ đề nhất định. Cái thứ hai nữa là chủ đề đó nó gần gũi với học sinh, cho nên là học sinh sẽ có cái cơ hội để được học và tiếp cận cái kiến thức mới trên chính cái nền tảng vốn ngôn ngữ của bản thân và kinh nghiệm xã hội của bản thân. Tiếng Việt 1 tạo điều kiện để giáo viên tổ chức dạy học và phát triển các kỹ năng ngôn ngữ cho học sinh trên cùng một ngữ liệu nguồn, tạo điều kiện để giáo viên sử dụng phương pháp dạy học đa giác quan, một phương pháp dạy học giúp học sinh tiếp nhận kiến thức, rèn luyện kỹ năng bằng nhiều kênh khác nhau như thị giác, thính giác, xúc giác. Giáo viên cần phải thấy được cái vai trò của các cái hoạt động được thiết kế trong cái bộ sách giáo khoa này. Chẳng hạn như là những cái hoạt động để giúp cho học sinh huy động các cái trải nghiệm, các cái hiểu biết, một cái mối quan tâm của các em đối với những vấn đề được đặt ra từ bài học. Hay là giáo viên cũng cần phải hiểu rõ và có cái kỹ năng để tổ chức những cái hoạt động dạy học có tính tương tác. Tôi nghĩ lâu nay giáo viên của chúng ta cũng đã làm quen với cái cách thức dạy học như thế này rồi. Nhưng mà trong sách giáo khoa của chúng tôi thì những cái hoạt động có tính chất tương tác, những cái hoạt động mà học sinh có cái cơ hội để mà trao đổi nhóm, để làm việc cùng với nhau, để chia sẻ những cái suy nghĩ được đặt ra từ các cái hoạt động được thiết kế trong bài học, cái đó chúng tôi cho là rất là quan trọng. Để tạo nên một giờ học thú vị, bên cạnh sách giáo khoa thì vai trò của giáo viên là hết sức quan trọng. Đổi mới phương pháp giảng dạy, bổ sung kỹ năng cần thiết cũng là yêu cầu đối với giáo viên trong chương trình giáo dục phổ thông mới.